bảo em mà biết có đúng không. 5 pin rồi. To này đủ. Ừ, chỗ này chỗ nào? Chỗ nào cái chỗ mà nó cấm là chỗ nào? Đây nhé, chỗ vừa rồi đây. À, chỗ vừa rồi đây. Em đi chỗ vừa rồi thôi, đằng này. Không không, chắc là có máy chứ. Xúc này này. Chân chân tết là không được đâu. Không xong được á, xong sao được anh? Hết thử hết quý 1 nè. Nhanh thì hết quý 1, quý 2 à. Nó được cái máy máy xúc mà cái à mà cái máy ủi ấy nhỉ? Ừ, nó là một gạt thế đi ra thôi có gì đâu mà sao lại nó phải bây giờ quan trọng nó mở đường ấy kìa. Đấy phá rồi mở rộng ra đã. Ừ. Xong nó mới gạt. Đây này, úi giời ơi, ơi vẫn đang làm đây này. Tắt ở đây. Bỏ mẹ tắt cái này này chứ không phải trên kia cơ. Sao đi giờ đổ cái bánh trướng ra đây bỏ mẹ. À, mày phá thằng lái xe bên kia. Ôi giời ơi, thôi nó bỏ đi chơi rồi anh ơi. Ôi chết chết rồi. Tao coi chứ. Không không có cái xe xúc nữa cơ. Ui đường này đi khoái đất đất một đống ấy kìa. Ừ. Mẹ anh mình hôm nay đen đuổi rồi, hôm nay đúng là có khả năng làm đây thật rồi. Nó không lên nó đi vừa đi ra đấy. Nó bỏ đi là chết dở. Mở nó kia ra đúng đúng ở trên. Nó đúng trước không biết làm gì đấy mà. Ui giời ơi.